Chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình chia sẻ tiếp đến các bạn cùng các chị mình cách mình thực hành mình hợp âm chặn ha, để mà mình đi các điệu nhạc. Hôm nay mình chọn điệu một điệu chậm nữa là điệu bottom và điệu van và cái nhịp 3/4 các bạn, để mình thực hành mình vừa đệm điệu bottom điệu van trên cái dòng hòa thanh quảng bốn tông là thứ mà trên hợp âm chặn nha các bạn. Rồi thì mình trong cái hòa âm chặn của dòng hòa thanh quảng bốn tông là thứ nè, la thứ các bạn ở ngang năm ha, mình có thể là thứ nè, không mình chinh phục từ mình có học rồi các bạn, không khỏi nhắc lại mất thời gian. La thứ rồi ngang năm mình có thể rì thứ nữa ha, la thứ nè, quảng bốn là thứ là rì thứ, quảng bốn thì thứ là son trưởng. Son trưởng này là cái thế la trưởng mình thuộc ra, mình thuộc ra một heo nè bạn, son la gì son một cung á. Rồi quảng bốn của son trưởng là đô trưởng, đô trưởng là cái thế rê trưởng nè bạn, rê về đô một cung 12 ô rồi. Rồi dòng vào quảng bốn của rê trưởng của đô trưởng là pha trưởng. Mình bỏ cái hợp âm si thứ bảy giáng năm nha bạn, vì mình đang học các tông trưởng và thứ trên hợp âm chặn, mình đưa hợp âm vào rối các bạn. Rồi vào tiếp nữa là mi bảy của quyền trưởng. Nó lại hang, mình sẽ tập đánh những hòa âm dặn này. Một là la thứ nè, bậc bốn là thứ là rê thứ, bậc bốn của rê thứ là son trưởng, bậc bốn của son trưởng là đô trưởng, bậc bốn của đô trưởng là pha trưởng. Bỏ bậc bốn của hòa trưởng là si bảy dân năm, bậc bốn si bảy dân năm là mi bảy của quyền trưởng. Rồi mình nói lại cái điệu van, nó có nhịp những điệu bát tông, nó có nhịp là 3/4, điệu van điệu bát tông người ta đánh giống nhau nhưng chỉ khác tempo thôi. Thì mình tập điệu bát tông xong, nhường nhuyễn xong rồi mình tăng tempo lên thì nhân lên là điệu van nha bạn. Rồi điệu bát tông là một cái điệu ở nhịp 3/4 lẻ phách, nó rất là dễ chơi nếu mà mình nắm được cái nguyên lý của nó, nắm được nguyên tắc của nó, nắm được cái eo nó thì rất là dễ chơi. Có những bạn ngược lại, có những bạn chơi nhạc lâu năm, chinh chiến đi chơi rất là nhiều nơi nhưng mà gặp cái điệu bó tông điệu van là không chơi được, không biết cái phách mạnh phách yếu ở đâu hết, lon xèo. Thì mình nắm được cái nguyên lý rất dễ, bạn cứ một phách mạnh đi kèm theo hai phách yếu, 1 2 3 1 đó. Rồi bắt đầu này bạn, cách bởi ra cái điệu bó tông thì nó có 3 cách đánh, cách đơn giản nhất ha, còn cái quạt thì sau này đi. Bây giờ mình đang tập cái chị, mình chủ yếu mình tập đấm hồi âm chặn và mình chuyển hồi âm trên hồi âm chặn này em, ví dụ cái phát đó nè, 1 2 3 2, mỗi cái mình nhịp chân nha bạn, 1 2 3 1 hang. Rồi cái cách đơn giản nhất của tôi là 2 3 1 2 3, chuyển qua đây, 1 2 3, chỉ có son, 1 2 3, chỉ có đô, 1 2 3, chỉ có pha, 1 2 3, qua mi bảy và quy trưởng, 1 2 3, vậy là 1, tức là mình chỉ có phách 1 thôi ha. Bây giờ mình không nói 1 nữa mà nói là 2 3, cái qua rê là 1 ha, là 1 nha, để bằng mình dễ lập. 2 3, là 1 nè, là 1, 2 3, rê, 2 3, sòn, 2 3, đô, 2 3, ba mỗi cái nhịp nha, 2 3, mi, 2 3, đó là cách mỗi phách mình đánh một tiếng. Bây giờ một cái phách nó chia ra hai nó nốt đơn thì trong nhịp 3/4 của tông thì lúc đó nó sẽ có 6 nó nốt đơn thì mình đánh thành 6 tiếng. Là vậy các bạn, ví dụ nha. 1 và 2 nè, 1 ha và 2.
cái đó điệu điệu của tông thì nếu mà bạn nào chưa đánh được thì coi là mấy bài cũ mình heo hướng dẫn chơi điệu tông. Hôm nay là chủ yếu là mình chơi chia sẻ các bạn cái cách mình bấm hồ âm chặn và mình chuyển hộp âm trên hồ âm chặn ha. Còn cái điệu là mình mượn cái điệu để mình chuyển, mình có cảm hứng mình tập chứ mình không âm chặn mình tập xong mình đừng bỏ quên thì mai mốt mình không chơi được các bạn ha. Mình áp dụng vô thì mình phải có cảm hứng mình tập làm đây nha. Chỗ cái ai mà chưa các bạn nào chưa đánh được điệu tông thì coi lại bài cũ mình nha. 2 3 1 và 2 và 3 và hết luôn nhịp không. Bây giờ vòng đầu 2 nhịp chỉ lần nha. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và ở thì rồi chỉ nè. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và hết luôn nhịp thứ hai đó. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và hết nhịp hai chưa đâu. Đô và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và hết nhịp ạ. Mi và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 hang. Rồi bây giờ đó là hai nhịp chuyển lần, giờ mỗi một nhịp mỗi chuyển nhưng mình cũng vẫn nói cái giật để cho các bạn hiểu ha. Tức là 1 và 2 mỗi cái là một nhịp nha. 1 và là nửa nhịp á, nửa phách á. 1 nè, 1 và dở lên. 1 nè, và 2 và 3 và bắt đầu chuyển âm qua một cái mới. 1 và 2 và 3 và từ lạ thử chuyển qua rê. Giờ thí dụ vậy đây, rồi thấy coi nè. Giờ mỗi âm mỗi chuyển bị coi nha. 2 1 là cái mình đánh cái bass á là bùm bùm chát bùm chát bùm 1 rồi đấy đó ha. Đó. Lại nha. 2 3 1 là cái phát mạnh bass á. 1 và 2 giờ mỗi âm nhịp mỗi chuyển nha. 1 và 2 và 3 và hết luôn nhịp rồi đó. Giờ mình chuyển luôn. Nãy hai âm chuyển lần giờ mỗi âm chuyển. 2 1 qua rê là 1 ha. 1 và 2 và 3 và hết luôn nhịp chuyển của son. 1 và 2 và 3 và hết luôn nhịp và chuyển của đô. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1. Mình nói cho bạn hiểu chứ nếu mà đánh vô không cần giật giật gì đó vậy bạn. Rồi làm lại giờ mình không nói một, mình nói là mình nói cái tên một hay gì. Một và hai và ba và một qua cái hộp rê thì mình nói gì nè, là và hai và ba và rê. Mình hiểu là chỗ là một á, rê là một với nhau, tức là mình để mình nói để mà hiểu mình chuyển nghe hết một. Mà bây giờ mình đọc cái tên hộp âm luôn cho mày dễ dàng. 2 3 là một á. 1 và 2 và 3 và nhưng mà mình nói về mình nói nè. 2 3 là và 2 và 3 và hết rồi. Rê và 2 và 3 và son và 2 và 3 và đô. Ráng tập với bạn. 2 và 3 và 2 và 3 và mi và 2 và 3 và vậy là đây cũng được. Còn nếu mình chơi hôm tắt hay là đây hay mỗi tay quay bấm vậy và còn là bấm hết vậy, bấm hết mình xài bắt trên như vậy ở dưới cũng được nữa. Ở dưới mình chơi hôm tắt rồi giờ mình không nói nhưng mà mình mỗi ô gì mỗi chuyển cái điệu của tông nha. Mình không có 1 và 2 và 3 và mình nói là giật vậy để bạn hiểu chứ mà nếu nói vậy thì sẽ rất dịp. Rồi vô đánh điệu đúng double là 2 3 là và 2 và 3 và đi và 2 và 3 và son và 2 và 3 và đô và 2 và 3 và ba và 2 và 3 và mi và 2 và 3 và la và 2 và 3 và rê và 2 và 3 và son và 2 và 3 và đô và
thôi, sẽ kiểm tra lại đến kêu hết nha. Một chiêu kêu là phải tập lại, tập bản là cái từ từ các bạn. Lúc đầu đau tay thì sao là các bạn quen rồi, các bạn chơi rồi. Rất là hay. Bây giờ mình tập các bạn đánh những cái điệu chậm, thật chậm để cho mình dễ xử lý. Vì sao quen rồi, đi đâu sao mình sẽ tập các bạn đánh cái điều một hai điều dịch cho các bạn sẽ có cảm hứng hơn. Còn lúc đầu này mình tập mấy điều đầu, tập những cái điều thật chậm để mình dễ chuyển hồi âm, chứ mấy mình mà dọc âm chặn bấm ra đau tay rồi giờ còn chuyển nữa nó còn khổ các bạn nữa ha. Bạn thông cảm, cố gắng tập nha bạn. Bước đầu nó khó nhưng mình vượt qua được cái này mình chơi bài đàn cho tiến bộ hơn nữa. Rồi làm lại nè. Bây giờ mình nói cái thiệu luôn, không nói bài 1, bài 2, bài 3 nữa. Mình nói cái thiệu luôn ha, để các bạn mình bạn nào không quen cái phát thì giờ mình nói cái thiệu dễ tập nè. 2, 3 là bung chách, bung chách, bung rê, bung chách, bung chách, bung sòi, bung chách, bung chách, bung đô, bung chách, bung chách, bung hòa, bung chách, bung chách, bung mi, bung chách, bung chách, là hàng. Đó là cách đánh thứ nhất của cái đánh thứ hai của ba này nãy là một bắt đầu chứ một hai ba bốn. Cái thứ hai là ha. Rồi bây giờ cách thứ ba nè, là cái ra là ví dụ như mình các bạn nào chưa đánh được thì các bạn coi lại cái bài cũ mình cái chơi ba cái đánh điều ba nha bạn. Nay bữa nay chủ yếu mình tập trên mình bánh hồ âm chặn và mình chuyển thì hồ âm chặn ha. Rồi cái ba nè, dùng như ba là thứ ba này hoặc ba này cũng được. Nếu như mình chơi 4 giây thì bắt bắt là dưới này, mình chơi luôn 6 giây chơi bắt là trên này kiểu như 3 2 1 2 3 bắt yêu nãy nè, bùm bùm chát bùm chát bùm bùm con gì vậy, bùm 3 2 1 2 3 bắt tăng 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 tăng. Đừng hiểu lầm chi lô nha, chì lô là nó nhịp 6 8, nó chia thành hai phách lớn là nó chia thành ra hiệp thành 2 4, còn này nó là nhịp 3 4, nó ba phách rõ ràng, 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 nha bạn. Đừng lầm như chì lô nha, rất nhiều bạn lầm và sẽ chơi sẽ sai nhịp điệu bắt tông không đánh được, cứ làm của chì lô qua blue qua ballad không à, thấy nó dễ mình nói thì khó, nhưng mình hiểu nó rồi thì nó dễ, rất là dễ các bạn. Giờ là lại nha, cách thứ ba nè, nói dây luôn nè, 3 2 nhịp cái, 1 2 nhịp cái, 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát. Bây giờ chuyển âm ha, chuyển từ la qua rê qua sol qua đô qua fa qua si gì là ha, một vòng tròn khoảng 4 của hợp anh của tâm ra thứ. Rồi 2 3 nè, bát. Bây giờ mỗi ôn nhịp mỗi chuyển nha, mà mình nói là giật thì bạn hiểu, để mình biết cách chuyển luôn, nhiều khi đánh được rồi mình điểm được cái điệu đó trên cái tờ hồ âm chặn, nhưng mà lúc chuyển bị rớt nhịp các bạn. Giờ mình cố gắng tại mình có cách tạo chia sẻ bạn tập để đúng nhịp luôn. 2 3 nè, bát 3 2 1 2 3 ở đâu nhịp rồi đó, mình chuyển qua rê là bát á, 3 2 1 2 3 ở đâu nhịp rồi đó, sol là bát á, 3 2 1 2 3 ở đâu nhịp đó, qua đô đô 3 2 1 2 3 qua bát là pha pha, 3 2 1 2 3 ở đâu nhịp một con mi, 3 2 1 2 3 là hiểu bạn. Rồi bây giờ mình không nói bát, mình nói tên hồ âm như vô là 3 2 1 2 3 hay bát nó rê là bát rê đó ha. Rồi là vậy nha, các bạn để ý cái điều của anh, điều của tông rất là dễ chơi, mình nắm được đúng nguyên lý đó rồi thì người ta ca hàng trăm hàng ngàn bài mà tông mình được hết các bạn. Còn mình không nắm được cái bát mạnh yếu ở đâu, mình điểm lộn xà ngầu thì không ai ca được gì hết, người ta biết là mình không điểm được nên không chơi được của tông. 2 3 là 3 2 1 2 3 hết đâu vậy bà, rê 3 2 1 2 3 hết đâu vậy bà, chuyển qua sol 3 2 1 2 3 đô 3 2 1 2 3 fa 3 2 1 2 3 mi 3 2 1 2 3 la. Lần nữa nha, 2 3 la bát la đó, la 3 2 1 2
3 chê 3 2 1 2 3 sọt 3 2 1 2 3 hết lúc di chuyển đô 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 mây 3 2 1 2 3 chạy đi đâu là hay là ở đây chúng mình đang tập hôm chặn rồi giờ mình không nói cài giật nữa mình nói cho được cho mình đánh đúng nhịp này ha 2 3 là 3 2 1 2 3 rê 3 2 1 2 3 sọt 3 2 1 2 3 đô 3 2 1 2 3 fa 3 2 1 2 3 mi 3 2 1 2 3 la 3 2 1 2 3 rê 3 2 1 2 3 sọt 3 2 1 2 3 đô 3 2 1 2 3 fa 3 2 1 2 3 mi 3 2 1 2 3 la. Đó là điệu bó tông. Bây giờ thí dụ như điệu van, mình nhanh lên điệu van. Bó tông tempo nó khoảng 60, van tempo nó khoảng từ 101-102. Thí dụ nhanh gấp đôi bạn. Thí dụ nhảy bó tông nè. 3 nè 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 điệu van và điệu bó tông, hai điệu bó tông điệu van mình nắm được cái e đó là chơi rất dễ bạn. Chứ mà không nắm được cái e đó giờ chơi chinh chiến bao nhiêu năm mà không nắm được cái e đó thì ra chơi rất quất hết. Rất nhiều người chơi đàn lâu năm mà không chơi được bó tông nha bạn, không nắm được hết mạnh hết lẻ hết của nó. Nhưng mà anh em chịu biết thì rất là dễ, đơn giản vô cùng luôn bạn. Rồi lần lại nha, đó là nhịp 3 4 1 phách mạnh đi đầu đi kèm theo hai phách yếu 2 3 3 nè 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 bằng đánh vậy vậy 2 3 1 cũng được hay vậy 1 2 3 1 tùy mình ha. Mình móc thì nghe nó gọn hơn, người đánh gì cũng được 1 2 3 1 được bùng chách 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 bùng chách chách bùng chách chách. Mình tập là mỗi bao nhiêu mình chuyển, nhưng mà vô bài hát cụ thể có khi 20 nhịp tao không chuyển nha bạn. Rồi làm lại nha, bây giờ 20 nhịp chuyển lần rồi cái bắt đầu ngộ nhịp chuyển lần nè 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Bài cách thứ hai, hồi nãy bổ tông mình nè. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1. Được tăng tốc lên thành van. 2 3 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1 2 và 3 và 1. Bây giờ hai ông dịch chuyển lại rồi mọi người, xong rồi một vòng xong rồi mỗi người chuyển nha. Giờ mình một cái phách một mình không nói một mà mình nói cái tên hồ âm luôn ha. Ví dụ như 1 và 2 và 3 và 1 thì mình nói là và 2 và 3 và là và 2 và 3 và rê. Ví dụ như vậy nói cái tên bass là cái phách một á. Rồi bắt đầu mỗi người mình chuyển luôn nè. 2 3 là và 2 và 3 là và 2 và 3 và rê và 2 và 3 và sol. Nhớ nhịp chân để mình đều vô mình điểm người ta hát mới điều nhịp ta mới hát được với bạn. Mình đánh hồi cả giật hồi chậm hồi nhanh nó trâu nhịp thì người ta không hát được. 2 3 là và 2 và 3 và rê và 2 và 3 và sol và 2 và 3 và đô và 2 và 3 và fa 2 và 3 và mi và 2 và 3 và la 2 và 3 và rê và 2 và 3 và sol.
ba, cấp thứ ba là nhảy bát tông nè. Bát 3 2 1 2 3 bát. Hay là ba cuốn bát này mình bấm tắt, bát này mình chạy 6 giây. Bát 3 2 1 2 3 bát. 3 2 1 2 3 chuyển 3 này. 1 2 3 đi. 3 2 1 2 3 xong. Thấy thấy không? Giờ bát tông mình tăng tốc nó gần gấp đôi rồi thì nó thành van. 2 3 bát 3 2 1 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 2 3 bát ha. Rồi mình nói phách nè. 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 dây. Nó dây như cái nhịp vậy nè. Mình nhịp là 1 và 2 và 3 và 1 2 đó là phát ra. Thì nó dây gì cũng nhịp vô. Bây giờ cái phát 1 thì mình nói là dây bát nha, bát nè. Bát nè, bát dây 3, dây 2, dây 1, dây 2, dây 3, dây bát ha. Là cái cách đánh thứ ba của tao mà của điệu vô banh nè. Bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 đó là hai nhịp chuyển lần, giờ mỗi nhịp mới chuyển 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 đó. Tức là mình đánh chậm thì là điều quá tông, đánh y gì luôn, tempo tăng lên. Ở tăng lên gần gấp đôi thì nó thành điệu van. Đơn giản như vậy, thấy vậy nó khó, khó mà dễ, mình hiểu nó rất là dễ. Mình nắm được quy luật đó là nó có 3 phách. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và. Tôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Buồn đi mưa chi, mãi hướng sang tông là nó có 3 phách ha, 2 phách, 1 phách mạnh đi 2 phách yếu, mình chuyển cái hợp âm là chuyển ngay cái phách mạnh nó vô như 1 để bỏ tông cho dễ thì bạn như thế này. 1 và 2 và 3 và chuyển 1 và 2 và 3 và chuyển qua 1. Có thời gian mình chỉ các bạn chơi bass thì bỏ tông này cũng rất hay, bây giờ trễ quá rồi, chắc là lần sau các bạn. Ví dụ như là chịu từ lao qua đây, chơi bình chuyển bát mà chơi bát trong điệu bát tông chèn bây giờ đi bát tông gì chèn bát này vô. 1 và 2 và 3 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 và 3 và 3 và chơi bass thì lần sau mình sẽ cũng chỉ chia cho bạn trên hộp chẳng và mình chỉ sẽ kèm tiếng bass luôn cho nên ha.
Thôi chương trình cũng dài, mình xin phép nghỉ đây. Lần sau mình chia sẻ tiếp các bạn. Có thể là chia dành một khoảng một thời gian để mình chia sẻ cái cách chèn bát cái điệu bát tông. Rất hay các bạn. Nó vừa đi bát co vừa có tiếng bát vừa nó rất tuyệt rồi. Rồi dễ hay nữa mình chia sẻ một cái điều như đi cô để mình chơi trên cái hồn kèm. Rất dễ mà. Mình tập đúng phương pháp thì rất là dễ. Thôi mình xin phép nghỉ đi. Chúc tất cả anh chị và các bạn mình tập đàn nó thành công nha.